Lan Rừng Nguyễn Lâm xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 26 tháng 4 năm 2020. Hôm nay Nguyễn lại gặp lại các anh chị và các bạn trong phiên bán hàng. Phiên bán hàng hôm nay thì Nguyễn chủ yếu là Nguyễn bán kiếm và một vài cây hắc nhãn lông. Trước tiên thì hiện tại bây giờ cũng đang mùa hoa phi điệp cũng như là đang mùa hoa của kiếm, cho nên là rất nhiều mặt hoa nó đã nở. Ngày hôm nay Nguyễn lại có cây này là cây hồng cánh sen. Năm ngoái mình có bán những cái cây hồng cánh sen cho các anh chị á, thì nó là dạng hoa như thế này. Thì lúc các anh chị mua cây thì mình cũng đã quay cho mọi người xem rồi. Cây này là cây nó được đặt tên ở ngoài Huế nha các anh chị, ở thành phố Huế đó. Nó cũng khá lâu rồi, cũng 4-5 năm rồi. Cây này thì nó có bộ cánh, hai cái cánh vai của nó là nó hình gần như là hình tròn. Và ở đây nói cây hồng cánh sen là ý nói là cái bộ cánh nó hồng cánh sen nha các anh chị, và nó là dạng cánh mai chứ đây không được xếp vào dạng hồng, tại vì đây là một cây phi điệp bình thường thôi, nhưng có mặt hoa đẹp, có bộ cánh đẹp. Thì năm ngoái những cái cây mà Nguyễn xuất bán ra thì nó chỉ khoảng tầm 300.000 một cây vậy thôi. Thì hiện tại thì cây chưa có làm được, nhưng mà hoa nó nở thì mình cũng quay cho mọi người xem lại. Năm nay thì hoa nó không đạt màu, màu năm nay nó không đạt. Năm ngoái thì nó có cái màu sắc nó đậm hơn. Nói chung là về phi điệp thì màu hoa của nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố, phân bón, rồi nói chung là nhiều yếu tố. Hôm nay thì mình giới thiệu đến các anh chị và các bạn mặt hoa kiếm kiếm số 3. Cái kiểu lá của nó là kiểu sóng tôn đó các anh chị, nó lượng sóng. Mặt hoa này rất đẹp nha các anh chị. Cái kiếm số 3 này nó có cái lưỡi đỏ, đỏ đậm đẹp lắm. Đây là dòng kiếm Thái thì nó có 4 số, số 1, số 2, số 3, số 4 á. Thì từ từ lần lượt mình sẽ giới thiệu cho mọi người xem từng mặt hoa. Hôm nay là cây kiếm số 3 nó nở, các anh chị thấy cái lưỡi của nó đỏ, đỏ đậm và bộ cánh vàng. Nó không có bị ám nâu nha các anh chị. Các anh chị và các bạn trong thời gian tới thì sẽ xem được những cái mặt hoa kiếm, tại vì nó đang là mùa hoa kiếm, rất là nhiều cây nó nở, thì các anh chị cũng sẽ dần dần chúng ta cũng sẽ biết được thêm nhiều mặt hoa cũng như là về cái tính chất của nó. Như các anh chị thấy bộ cánh của nó là vàng tươi. Thông thường thì hoa kiếm là nó màu nâu. Còn những cái cây mà nó lai giữa cây màu vàng với cây nâu thì sẽ ra cây vàng nâu, nó ám nâu hoặc là nó thiên về màu nâu. Còn đối với cây này là một cây cánh vàng tươi, không có ám nha các anh chị. Hôm nay thì mình quay cho các anh chị và các bạn xem để chúng ta lưu lại những cái mặt hoa trong trí nhớ, thì sau này có thể là Nguyễn sẽ bán những cái dòng kiếm như thế này. Đây là cây kiếm Thái số 3, mặt hoa nó như thế này ha các anh chị. Mặt hoa này nó rất là đẹp luôn, tại vì nó có cái lưỡi đỏ đậm và cái kiểu lá của nó thì là cây lá sóng tôn. Thường thì các cái dòng cây Thái cái bộ lá của nó không đạt như cái dòng cây Việt của mình, nó hơi mỏng. Ở đây mình cũng có một cái cây sáu mắt Thái Bình, nó đã bung nụ thì có lẽ là ngày mai là nó nở, thì mình sẽ quay cho mọi người xem cái cây sáu mắt Thái Bình này luôn ha. Nụ rất là to. Và ở phía trên bên đây thì là một cái dòng kiếm khác, kiếm này kiếm lâu hội, nhưng mà cũng là một dòng kiếm va đột biến. Cây này mình mới giới thiệu đến các anh, muốn giới thiệu đến các anh chị, đây là cây kiếm trắng Quảng Ninh. Mặt hoa nó trắng nha các anh chị. Thực tế ra thì nó là màu ngà. Để mình lấy nét lại nha, cái này hơi khó lấy nét. Thực tế ra là nó màu ngà các anh chị, nhưng mà so với lại những cây kiếm vàng thì nó màu trắng hơn, cho nên là được gọi là cây trắng. Nó trắng hoàn toàn nha các anh chị, nó chỉ có hơi vàng vàng ở tí phía trong trong cái phần nhụy của nó thôi. Đó.
từ lưỡi cho tới năm cánh nó đều thiên về trắng. Cây này là một dòng kiếm lâu hội. Kiếm lâu hội thì về mặt hoa của nó thì nó thường là nó không to bằng những cái dòng kiếm tiên vũ nha các anh chị, kiếm nó thì sẽ nhỏ hơn, nhưng mà cái chuỗi hoa của nó thì nó xít hơn, tức là nó không thưa bông như là cái dòng kiếm tiên vũ. Như một cái thân kiếm trắng Quảng Ninh này thì cái giá của nó dao động từ 800 cho đến 1 triệu một củ, một giá hành đó. Còn đối với cái dòng dòng kiếm Thái số 3 hồi nãy á thì nó khoảng tầm 4 triệu cho một thân. Hôm nào thì Nguyễn tách chậu thì Nguyễn sẽ xuất bán nha các anh chị. Hôm nay thì Nguyễn chủ yếu là Nguyễn quay cho mọi người chúng ta nhớ những cái mặt hoa. Tại vì kiếm là một dòng rất là đáng chơi và cũng đang là sôi động ở trên thị trường, những cái dòng kiếm va như thế này. Các anh chị thấy để có những cái chậu kiếm sắp tới mình sẽ bán cho các anh chị ấy, là tụi em cũng phải chuẩn bị cái số lượng cây từ lâu và nhân giống trong vườn cho nó chuẩn cây để xuất bán cho mọi người. Thì hôm nay mình có một cái chậu kiếm kiếm sổ. Kiếm này thì không có tên nhưng mà hoa của nó là hoa vàng tươi. Tức là đây là những cái cây gieo hạt từ những năm trước và sổ ra mặt hoa vàng như thế này các anh chị. Nó cũng là một dòng kiếm va ha các anh chị ha. Thì cái chậu này chút xíu nữa là Nguyễn sẽ tách ra từng thân và bán với giá nó cũng hữu nghị thôi, tại vì đây là một cái dòng cây sổ và nó sổ ra được cái màu vàng đẹp như thế này. Thì mình sẽ tách cả cái bụi lớn này ra thì nó khoảng được tầm mấy chục thân á, chắc khoảng tầm 20 thân, thì mình sẽ bán từng giả hành nhỏ để cho mọi người sưu tầm cho nó dễ ha, giá trị nó cũng thấp. Tất cả những cái dòng kiếm đều nó đều có hương thơm nha các anh chị, nó đều có hương thơm ít hay nhiều thôi. Đối với kiếm mà chúng ta trồng thành bụi to như thế này mà nó ra nhiều chuỗi hoa thì nó rất đẹp và nó cũng thơm cái khu vườn của mình. Đây là một dòng kiếm thiên vũ nha các anh chị. Đây Nguyễn sẽ nhờ nhân viên tách cái bụi này ra. Cái bụi này lúc trồng thì nó nhỏ thôi nhưng mà về sau nó đẻ ra nhiều quá cho nên là nó hầu như là nó bám rễ với nhau và nó ăn hơi ẩm trong không khí luôn chứ nó không cần giá thể nữa các anh chị. Trong lúc mà chờ tách cái bụi kiếm thì mình tiếp tục ở đây nó có một cái chậu kiếm kiếm Thái số 3, kiếm số 3. Đây cái dạng lá của nó dạng sóng tôn như thế này các anh chị. Đó nó lượng sóng tôn trên cái bảng lá theo chiều dọc đó. Mặt hoa của nó quá đẹp đi và ở đây ánh sáng nó cũng khá là rõ cho nên mình tiếp tục mình quay lại cái mặt hoa kiếm số 3. Cái chậu này thì hoa đẹp hơn cái chậu hồi nãy. Đây nó có tí tí nắng cho nên là các anh chị thấy là màu sắc của nó sẽ rất đẹp ha. Cái màu lưỡi của nó màu đỏ tương phản với lại cái màu vàng của cái bộ cánh rất đẹp. Đây cái lưỡi của nó các anh chị nhìn. Đối với dòng kiếm cái lưỡi mà nó không bị cuộn vào á thì cái giá trị của nó cao hơn là cái kiếm mà cái lưỡi của nó bị cuộn lại nha các anh chị. Tức là khi nó bị cuộn lại thì cái màu sắc của cái lưỡi của nó không được thể hiện. Cho nên đối với những cái cây mà kiếm mà cái lưỡi của nó ít cuộn hơn á thì nó sẽ đẹp hơn và giá trị của nó cũng vì đó mà nó cao hơn. Vào phần bán hàng thì trước tiên là Nguyễn có ba cái cây hắc nhãn lông. Hắc nhãn lông thì là đặc sản của tỉnh Bình Phước rồi. Cây này thì về mặt giá trị của nó tương đương với lại cây năm cánh trắng mắc nai. Nhưng mà đây là một dòng cây tím, không phải là cây năm cánh trắng. Cây hắc nhãn lông số 1, cây này là có giá 3 triệu, bộ rễ rất tốt rồi nha các anh chị và cắt có thân mẹ luôn. Thì Nguyễn sẽ
chét cái bột rút tinh, đồng thời là bôi keo lại cho mọi người cho nó an toàn. Đây là cây kỳ hắc nhãn long số 3, hắc nhãn long. Kỳ này cũng giá 3 triệu. Kỳ vừa rồi kích thước nó khoảng 7 cm. Kỳ này cũng vậy, ba kỳ này nó đồng đều nhau kích thước khoảng 7 cm. Riêng kỳ số 3 thì nó có theo hai mắt ngủ. Đó, kỳ này thì về mọi người lách nó ra luôn, thì cái phần mắt ngủ ở bên trên các anh chị có thể ươm lại, ươm thêm được một kỳ nữa ha. Tại vì cái kỳ này rễ nó đã mạnh rồi, còn mọi người mà thích để luôn như vậy thì trồng vẫn được. Nhưng mà nó còn hai cái mắt ngủ đó, về mọi người lách ra khỏi cái thân, cái kỳ ra khỏi thân mẹ luôn. Thì cái kỳ số 3 này nó có giá là 4 triệu. Về mặt hoa hắc nhãn long thì nó đã nở nhiều lần trước. Thì ở đây Nguyễn cho các anh chị và các bạn xem lại video mà Nguyễn so sánh các mặt hoa. Đây là các mặt hoa năm cánh trắng Phú Thọ nè. Một mặt hoa nó có độ sáng là nó sáng hơn, tức là nó ám đó. Và một mặt hoa tím, một mặt hoa tím đậm luôn, các anh chị thấy chưa? Thì Nguyễn sẽ so, Nguyễn đã so từng mặt hoa với lại cái mặt hoa hắc nhãn long để cho mọi người xem cái cây hắc nhãn long nó như thế nào. Nó là một đặc sản của tỉnh Bình Phước các anh chị. Đây các anh chị thấy là nó rất là tương phản hai màu sắc giữa cây năm cánh trắng Phú Thọ với lại cây hắc nhãn long ha. Hắc nhãn long có nghĩa là cây rồng mắt đen. Các anh chị nhìn thẳng vào con mắt của nó thấy nó đen thui. Và còn lại thì là một màu tím đậm từ lưỡi cho đến cánh. Đây là một mặt hoa ám, so với nó thì hai cái màu cũng rất tương phản ha. Và đây là một mặt hoa tím, tím đậm luôn. Thì có so với cái mặt hoa hắc nhãn long thì mọi người sẽ thấy là nó như thế nào. Về cái sắc tố của cây hắc nhãn long nó rất là tím. Và đây cũng là một cây cánh bầu. Đây các anh chị thấy, so với cây hắc nhãn long thì cái mặt hoa này nó không còn tím nữa. Nó sẽ nhạt màu hơn so với mặt hoa hắc nhãn long. Và một cái điểm đặc biệt nữa là cái hoa hắc nhãn long á, nó là một bộ cánh tròn, nó không phải cánh bầu các anh chị. Và cánh sáp bóng tròn và rất là tím, cái lưỡi cũng tròn, hai mắt đen. Đó là đặc điểm của cây hắc nhãn long mà rất là hiếm có ở những cái cây giải hạt khác. Cây này được đặt tên tại đồng xoài, hắc nhãn long có nghĩa là cây rồng mắt đen. Và cái bụi kiếm vừa rồi thì Nguyễn đã tách ra rồi, thì hiện tại là Nguyễn đã bày ra được 19 cái hình. Ở trong này Nguyễn bán mỗi một hình là một giả hành nha các anh chị. Thì đồng giá là 500.000 cho một hình. Như đây là hình số 1, một thân. Tất cả đều đồng giá ha, chỉ có những cái cây mà nó có mầm gốc lên á, có nghĩa là nó là một thân rưỡi. Kích thước của cái cây thước đó là 60 cm ha, các anh chị có thể xem để các anh chị án chừng kích thước của cái cây kiếm của mình. Đây là hình số 2. Đó, Nguyễn kéo cái cây thước ra được 60 cm. Đây là hình số 3. Tất cả các cái lá thì Nguyễn nhìn thấy là nó rất ổn rồi các anh chị, không có cái lá nào bị hỏng cả. Gần như là như vậy. Đây là hình số 4. Đây là bụi kiếm hoa vàng hồi nãy mọi người xem nha các anh chị. Đây là hình số 5. Tất cả đều đồng giá nhưng mình phải đánh số để cho các anh chị nào xem kỹ, có thời gian xem kỹ thì có thể là chọn cho mình được cái số nó phù hợp với ý của mình hơn. Đây là cây số 6. Hôm nào mình sẽ làm một cái video, làm lại một cái video hướng dẫn cách trồng kiếm cho mọi người chúng ta xem ha. Đây là cây số 7.
Đây là cây số 8. Cây số 8 này thân rất to. Đây là hình số 9 nè các anh chị. Tất cả đều đồng giá 500.000 một củ nha. Trong quá trình tắt thì những cái vòi hoa nó đã bị dập rồi. Riêng có cái cây này vẫn giữ được cái nụ cho các anh chị và các bạn nào mua thì về chúng ta xem được hoa ngay. Đây là hình số 10 có nụ ha. Riêng cái hình số 11, số 12, số 13 là nó gồm một mẹ và một măng là sẽ tính là một thân rưỡi, có nghĩa là một cái hình số 11 là giá là 750. Hình số 12 cũng vậy, một mẹ một măng giá là 750. Cây này là cây kiếm lá láng nha các anh chị, không phải lá sần nha. Đối với dòng kiếm lá láng là nó có giá trị hơn cái dòng lá sần. Hình số 13 cũng một mẹ và một măng, giá là 750. Còn lại thì hình số 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tất cả đều đồng giá là 500.000. Tại vì nó chỉ có một thân thôi, một củ thôi. Đây là hình số 15. Cái thước là nó dài khoảng 60 cm ha. Hình số 16. Và số 17 kế bên. Đây là số 17. Đây là hình số 18 và cuối cùng là hình số 19. Đó, hôm nay thì có 19 cái hình kiếm như vậy và ba cái cây hắc nhãn long là những mặt hàng mà mình muốn bán trong ngày hôm nay ha. Và sẵn đây thì Nguyễn cũng quay cho các anh chị và các bạn xem luôn về những cái cây năm cánh trắng HO trong vườn. Các anh chị thấy là năm cánh trắng HO là tụi em làm cây trên thân hết. Cái cây mà Nguyễn đang quay cho các anh chị và các bạn xem thì cây này là đã bán rồi, vừa rồi Nguyễn bán 9 triệu. Lúc mà Nguyễn bán thì nó 6 sen. Nhưng hiện tại thì nó đã được khoảng 7 sen rồi. Thì cái cây này có lẽ là ngày mai Nguyễn sẽ lách ra tại vì nó đã đủ rễ rồi. Ngoài ra còn lại thì tất cả các cây khác thì nó đã bắt đầu bắn rễ. Thì có khả năng là khoảng 4 5 ngày nữa thì Nguyễn sẽ xúc cái những cái cây năm cánh trắng HO này ra. Năm cánh trắng HO thì tụi em đang có nhiều và kỳ thì đã bắt đầu có rễ rồi, các anh chị và các bạn chúng ta chờ. Còn đây là kỳ năm cánh trắng chân thành 20 triệu mà khách đã đặt rồi. Lúc mà khách đặt là chỉ có 10 cm thôi, nhưng mà hiện tại cây nó đã được 12 cm, hơn 12 cm. Thì cái kỳ này ngày mai mình cũng sẽ lách ra và đóng hàng đi cho khách luôn. Năm cánh trắng chân thành thì giá của nó là đối với kỳ lớn như thế này thì là 2 triệu một cm. Còn về năm cánh trắng HO thì các anh chị và các bạn chúng ta chờ ha, bên em không có bán mắt ngủ. Như cây này các anh chị thấy Nguyễn làm lại được mầm gốc nó đã lên. Cây thì đang làm ở trên thân đây. Và ngọn của các thân mẹ thì nó đã dài hơn cả mét và nó vẫn còn đang mở ngọn đi rất là dài. Đây, cả hai thân đều đang mở ngọn đi. Cây này Nguyễn chăm nó không đứng ngọn luôn các anh chị, một năm rồi đó. Đây có nhiều mắt còn đang sưng. Thì Nguyễn sẽ làm cây từ từ và sẽ xuất bán sau khi nào mà cây nó ra rễ đầy đủ rồi đó. Video hôm nay nó chỉ có vài mặt hàng vậy thôi. Nguyễn xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong phiên bán hàng vào ngày mai nha.